Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình lại đi bản uống rượu tiếp các bạn ạ. Hôm nay mình đi vào nhà một ông em ở trong làng Giao nhá các bạn nhá. Anh em vào đây chơi uống rượu buổi tối, xem cuộc sống cũng như là những sinh hoạt của người dân ở trong bản ở trên này như thế nào. Rồi bây giờ mời các bạn cùng trưởng lý đi lên trên nhà chơi nhá. Đây là nhà sàn. Trời tối quá nên không cho các bạn xem được cái toàn cảnh xã này. Xã này đẹp lắm các bạn ạ. Chào em nhé. Đấy, đây anh Long Vlog đây. Đi cùng anh Long Vlog. Chào em nhé. Chào anh Trường nhé. Rồi. Thế là hôm nay đi làm về muộn à? Chào em nhé. Sáng đi cày á? Ấy là chịu khó hết nhỉ. Hôm nay không đi quay đâu à? Không, không đi quay đâu. Nay vợ không cho đi quay đúng không? Rồi, vợ không cho đi quay nhiều chả làm việc được, đúng không? Ôi dồi, ui, có món nước chấm ớt ngon nhỉ. Wow. Ớt khô rồi. Cái này là món gì đấy? Món ốc nha. Ốc xào à? Ốc xào với ốc xào nước. Chuối à? Ngon đấy nhỉ. Món này là chúng ta gọi là món gì em? Gà. Xem nào. Ốc đây à? Ốc này hai anh em đi nhặt đây à? Vừa nhặt về sáng tối quá. Ngon nhỉ. Làm món gì đấy? Món ấy. Cái này là món gà, món thịt gà hay ngoài chợ à? Ai, oh. Ui nhiều thịt thế. Gia vị đúng không? Đây là ớt. Đây là món thịt gà xào. Canh gừng nhỉ. Còn đây là rau bí à. Đây là món rau bí nhà trồng được à em? Hôm nay vừa đi nhặt kia đây đúng không? Vừa em đi nhặt. Làm phiền gia đình rồi. Và chơi lại lại mổ gà mổ vịt thế này ngại chết, bảo vào ăn ốc thôi lại mổ gà mổ vịt thế này. Vườn rau mấy hôm nay nó mưa xuống nó tốt nhỉ. Đây là anh trai à? Anh trai của Thỏng à? Đang làm công ty Honda à? Đấy Ninh Lực đây đây. Ninh Lực 4 đây này. À mua xe được tặng à? Bố thăm. Thế còn đây là bạn à? Bạn Thỏng à? Em của anh em à? Em nhà trên kia. Rồi. Ơ bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ ở dưới. Bố mẹ ở nhà riêng mà. Lại ở nhà riêng dưới này à? Dưới này. Thế nhà bên này của ai đấy? Bếp à? Bếp bể nước ở dưới này à? Đấy là nhà vẫn còn quả máy khâu. Máy khâu này khá lâu rồi nhỉ? Máy khâu con bướm đây nhỉ? Đồ cổ đấy nhỉ? Máy cổ ấy. Họ giả cho bao nhiêu tiền rồi? Cái này thì đồ cổ nên là không bán. Chỉ để chơi thôi đúng không? Thì có quả ớt treo. Ớt giống. Ớt giống. Trong làng nhìn cái cảnh bếp lửa sướng nhỉ. Cái này mùa đông ấm lắm. Bây giờ mùa xuân rồi. Mùa này nóng quá. Nóng nhỉ. Cái này mình cho gừng vào chứ? Cho rồi. Gà canh gừng. Món đúng bản sắc này. Đấy. Ở trong làng mình cứ phải thịt gà canh gừng nó mới ngon. Gà canh gừng cho nghệ vào tạo màu.
Khăn này em tự làm à? Làm một cái khăn này hết nhiều tiền không em? Hết khoảng bao nhiêu? Hết là 900. 900. Khăn này á? Đây là bà. Khắc tự làm đấy. Cái dây này là tự đan. Còn cái này là cái bạc này là mình đính vào à? Mình mua. À, xong là khâu vào. Hay là. Đấy các bạn thấy không? À, mỗi một dân tộc thì lại có một cái trang phục bản sắc rất riêng nhé. Rất là đẹp. À, giới thiệu với mọi người đây là hai vợ chồng nhá. Đôi vợ chồng trẻ. Sống trên núi. Thế lấy vợ được lâu chưa? Em lấy vợ được nhiều thời gian ít. Hơn 2 năm à? Vợ ở nhà có gần đây không? Vợ em ở Phú Nam. À, ở Phú Nam à? Ở chỗ nào Phú Nam em? Ở Bản Tính, thế ở gần thôi nhỉ? Qua thủy điện lên tí là đến đúng không? Món thịt gà rang gừng rất là ngon. Đã xong ra được một món à. Bây giờ xào ốc à em? Xào rau bí à? Rau bí mình trồng được này nó ngọt. Thế này cái rau bí mà mình vừa đi nhặt về này, xào ăn luôn nó mới ngọt. Còn cắt nó nhạt đi nhá. Cái này là lúa gì này? Nhìn nó khô khô nhỉ? Nông nghiệp thôi. Lâm nghiệp à? Đây chỉ có nông nghiệp với xin bảy mươi hơn chỗ nhà. Bây giờ họ trồng ít lắm. Bây giờ mọi người họ trồng ít lắm. Đến lần khác. Rau bí nấu canh. Ấy sao vứt đi? Được mà. Mai nổi nhé. Này cứ nhà hàng mời đi xả rau bí. Mời em đi làm đầu bếp chuyên nấu món rau bí. Ngâm nước vào cho nó đỡ chát. Rau bí. Đi xuống dưới đi. Nhiều đá đấy nhỉ. Đấy là nó xa quá rồi. Lại dày quá. Ok. Đấy, bây giờ xào. Cái chảo này xào với lại nấu sướng, nó tiện nhỉ. Cái này rộng rộng mình đào xuống dế. Đấy. Thế là xào thịt bò, xào cái chảo này sướng này. Tất cả những món xào nó phải lòng sâu mình, này. Mình xào trước xong là để nó khô mình để mớ vào nhỉ. Ừ. Cứ làm kiểu gì mà chú hay làm chú cứ làm đi. Nấu theo cách của em thôi nhé. Rồi. Xào chuối. Món ốc xào chuối này. Rồi cho nghệ vào nó vàng vàng, ốc nó hợp với nghệ. Thank you.
mang bê đi. Sau một thời gian gia đình em vất vả làm mâm cơm thì nay đã xong rồi các bạn ạ. Giờ là chờ thưởng thức thôi các bạn nhé. Mời các bạn cùng thưởng thức cùng với lại trường Lý với lại gia đình nhé. Bữa cơm tối ở trong bản trông rất là hấp dẫn. Đấy, mâm cơm hôm nay là rất là nhiều món nha các bạn nha. Thịt gà, măng, bí và mình kết nhất là món ớt nước chấm này này. Đấy. Con. Lại, trong mâm cơm vùng cao thì không thể thiếu cái món này các bạn nhé. Gọi là nước cất, được trưng cất từ hạt gạo này. Đấy. Chén thì toàn chén đít bằng thôi, chén to thôi các bạn nhé. Đấy, bây giờ mời cả nhà vào ăn cơm cùng với lại Trường Lý với lại gia đình của hai em nhá. Mời Trường Lý nhá. Rồi, cảm ơn nhá. Đấy. Rồi, cảm ơn gia đình nhá. À, cạch cái nhỉ. Em. Đấy. À, cạch cái. 2 3. Rô. 2 3. Rô. 2 3 uống. Đấy, phải tưng bừng lên nhá. Đấy. Và trong làng uống rượu là cứ phải là phát một đấy nhỉ. Thank you. Cảm ơn. Rồi. Vậy cả nhà ăn cơm với Trường Lý nhá. Những món ăn rất là ngon, phải nói có những người tham gia trong cái. Rồi, cảm ơn em nhá. Chị là có vợ chồng hai anh bán. Được cái là vợ của hai anh em là rất là đảm đang nhỉ. Chịu khó. Nhắm trước nhỉ. Đấy. Ôi, dùng đũa đây nhỉ. Cái món chuối này là hấp dẫn nhất đây. Thử một miếng xem nào. Đấy, chấm ớt này mới ngon này. Phải kẹp chì kiểu này. Ốc chuối. Làm phát kẹp chì ốc và chuối. Em ăn đi. Hợp đấy. Cái này hôm nào trời mưa đi soi ếch thì gọi bọn anh mới nhá. Hỏm nhá. Hôm nào trời mưa ếch nó ra thì gọi anh bọn anh mới nhá. Rồi, ok, mà có trận mưa anh em mình làm bữa ếch không? Đấy. Đi soi luôn. Đi soi bắt đi soi. Đi cùng soi luôn đấy. Anh thích đi soi ếch lắm. Rất là ngon. Bắt kén nhà nhiều thế. Có khách. Có khách, có khách. Không, măng anh thích nó đắng đắng tí cơ. Đấy, các bạn ăn măng vùng cao cùng với Trường Lý nhá. Măng, măng, măng. Rất là ngon. Được đấy. Cái này ớt nhà em phơi khô rồi đúng không? Này cay ngon. Còn cay bớt. Vậy cái nước đắng đắng của anh hơn nhỉ. Nước đắng đắng này. Nước đắng. Đắng chưa? Này, nước đắng này à? Thế là bố mẹ lại ở riêng à? Không phải riêng vẫn đi đâu. Làm lều dưới kia. Ví dụ người theo phong tục dân tộc Giao thì bố mẹ đi hỏi vợ cho nhá. Đấy, nên là hai vợ chồng nãy theo em kể là hai vợ chồng không biết nhau đâu. Bố mẹ chơi bạn bè với nhau xong là hỏi con cái của bạn bè đấy. Thế là hai gia đình quen biết nhau nhỉ em nhỉ? Hai gia đình quen biết nhau, bố mẹ quen biết nhau xong là tự hỏi cho nhau à? Vâng. Anh uống với em là gì nhỉ? Đấy thằng đấy là dài thôi vì bố mẹ cảm ơn em hôm nay bố mẹ em chơi với lại món gà hôm nay anh vào em chiều thành món gà thì ngon lắm kiểu gì vẫn phải đi tìm con trâu long đấy chân của em bố mẹ phải đi thăm dò ở đâu đó có người chính của anh gái nào làm đẹp cho chị em và anh em với mình mới hỏi cưới thế đi hỏi cưới à tưởng là bố em lại chơi với lại thân với lại bố vợ
gọi là trường bồi dưỡng chính trị. Rồi rồi, đi thăm dò, tức là đi thăm dò nhau. Ừ, thăm xem nhà nào có con gái đẹp, khỏe mạnh. Thăm dò mà dò hỏi nhất nhiều cô gái. Em làm ở đâu? Cái tuổi tác không hợp. Không hợp à? Thế bố mẹ đi hỏi cho. Hỗ trợ á? Rồi. Thế là khi đi hỏi thì thường thường là mình có những cái lễ vật gì nhỉ? Anh mới lên đây được mấy tháng thôi. Bố mẹ đi hỏi ấy. Lên đây được 4 năm chai rượu. Một chai rượu. Có dịp một gói thuốc nào. Một gói thuốc nào. Nước nhé. Em đừng nhìn nhé. Nước này nhé. Tùng à? Nhùng đi mình phải. Nhùng. Moi một điếu thuốc lào để nhùng nhặn cho gia chủ ấy. Ừ. Cho ông thông gia. Nếu ông ấy nhận là được. Lấy vợ chưa? Cái điếu thuốc lào đấy thay bằng cái miếng trầu. À. Thế cũng nhờ bố mẹ gả cho tìm cho thay bằng cái miếng trầu. Thay đổi à? Có trầu càng tốt. Rồi. Thế à? Rồi rồi. Đúng rồi, tự tìm hiểu. Thế là hai vợ chồng là bố mẹ hỏi cho đấy nhờ. Thế lúc về đây, lúc biết nhau thì cảm giác như nào em? Lúc biết bố của chồng đến hỏi ấy, thì em có biết không? Không. Không biết à? Thế về sau làm nào biết? Về sau vào họ bảo lên tập dân vào lên đón không biết. À, thế đi đón à? Đấy, thế chính tỏ bố mẹ là cũng soi đấy nhờ, ở đâu có con gái xinh đảm đang thì mới đi hỏi cho đấy. Thật ra là phải cảm ơn các cụ ấy. Đấy, các cụ tính toán ra đấy. Thế đi hỏi bao nhiêu lâu thì mới biết hả em? Đi hỏi mấy em một chết. À, 1-2 tháng là biết à? Vâng. Thế lúc đấy là bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đấy là 17 tuổi. 17 tuổi. Thế về rồi có xấu hổ không? Thế lúc làm nhau có thấy ưng không? À, đây, thế là thích ngay từ đầu rồi đúng không? Được. Thế cái tối hôm đấy thì đứa nào chủ động chưa? Quên rồi lâu. Quên rồi. Em chủ động trước. Như thế là hư nhé. Được. Không tìm hiểu người ta. Tự nhiên bố mẹ đưa về. Thế là nhất chú nha, được bố mẹ đi hỏi vợ cho nhá. Anh toàn phải đi tìm thôi. Tìm mãi còn chả được đấy. Em tìm mà nó lại phụ em thôi. Đấy. Anh có đấy. Chính tỏ chơi cái kiểu bài cổ truyền chắc ăn hơn nhỉ. Được cậu thích nhỉ. Được. Rồi anh cảm ơn em nhá. Vâng, em cảm ơn. Cao to đẹp trai. Hay đấy nhỉ, cái phong tục nói chung là cái này là đợt trước rất là anh cũng có. Nhưng mà cũng bỏ lâu rồi. Bây giờ vẫn làm như những người ở quê vẫn làm thế. Em ơi, lao động là vinh quang. Có lao động có tất cả. Thực sự là anh là cũng rất tò mò là không biết là hỏi nhau như thế thì đến lúc gặp nhau nó có cái cảm giác như nào em? Nghĩ rằng là chúng ta phải là không. Phải ông to bà lớn. Tức là anh rất là tò mò cái cảm giác mà bố mẹ đi hỏi cho ấy. Xong đến lúc hai đứa gặp nhau ấy. Thì cảm giác như nào? Cảm giác lúc đấy thì rất là hồi hộp. Chúng ta ở trong là ngại. Ngại à? Chúng ta sống bằng chính cái tâm của mình. Vẫn ngại. Tình cảm. Ngại. Còn anh nghĩ là đây có một. Chứ nói thật em nhé. Hôm mà anh đi quay cùng với Thỏ. Hôm đấy buổi chiều rồi về. Rồi. Cũng có một cái đám cưới mời anh hôm đấy hát cho đám cưới đấy. Nhưng mà anh như này say rồi. Phòng mấy tháng? Tất cả là anh nghĩ là nó không quan trọng. Từ lúc hỏi đến lúc cưới là mấy tháng? Từ lúc hỏi đến lúc cưới là 3 tháng à? Say rồi thôi. À. Nói thế không? Nếu có tình cảm chúng ta. Thế cảm giác em lúc đấy như nào? Em? Cảm giác lúc đấy em như nào? Có hồi hộp để xem mặt người chồng tương lai không? Hồi hộp. Nói chung là lần đầu tiên gặp nhau thích lắm nhỉ. Lành à? Nhìn này biết lành. Tay cầm tay run không? Lúc đấy run không? Anh Long nhá. Có run không? Có. Có run à? Run lại sợ đấy. Thực sự là tự nhiên kiểu hai người chưa nhìn thấy nhau xong là gặp nhau lần đầu tiên ấy nhỉ. Nó run lắm mà hồi hộp lắm nhỉ. Mình cũng thích cái cảm giác đấy lắm nhá. Nhưng mà Thỏng lúc đấy nó tự vẫn chủ động được ấy. Đấy, thôi thì thực ra là mỗi một phong tục đều có một cái nét đẹp cũng như là một cái văn hóa rất riêng. Bởi vì sau này theo quan niệm mà dân gian cũng như là dân tộc ấy là khi có bố mẹ đến hỏi thì người phụ nữ mới về, chứ không phải tự nhiên người phụ nữ đến
Đấy, đấy là theo cái ý nghĩa của các cụ là như vậy. Chứ không phải là như thế là xấu nha các bạn nhé. Ok, như vậy là chúng ta thấy trong cuộc sống thì mỗi một dân tộc thì lại có một phong tục tập quán khác nhau. Vì vậy video này Trường Lý cũng xin phép được kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy comment để Trường Lý tiếp tục đi sâu vào các làng bản với những cái nét văn hóa đặc sắc rất riêng của làng bản ở trên vùng cao cho các bạn biết nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Trường Lý nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.